Ngày 21 tháng 8, 24 tháng 7 âm lịch, chùa Thiền An, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp đã trang nghiêm cử hành lễ Vu Lan báo hiếu dân pháp y đến chư tôn đức tăng ni nhân dịp tháng 7 mùa báo hiếu đang lan tỏa tình yêu thương đến hai đấng sinh thành. Chứng minh tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Phương, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Thượng tọa Thích Minh Sơn, Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tháp 10, cùng chư tôn đức tăng ni trụ trì các từ viện. Được sự hướng dẫn của Đại đức Thích Đức Hiếu trụ trì chùa Thiền An, Phật tử bồi hồi xúc động nhân lời cảm niệm Vu Lan, nguyện làm những điều thiện lành để hồi hướng báo hiếu báo ân với cha mẹ. Một trong những nghi lễ quan trọng và không thể thiếu ở lễ Vu Lan là nghi thức bông hồng cài áo. Cũng vào dịp này, Phật tử dân pháp y lên cúng dường chư tôn đức tăng ni để chúc mừng chư vị tăng thêm một tuổi đạo sau 3 tháng an cư tu tập được viên mãn. Đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Sơn đã chia sẻ về ý nghĩa Vu Lan đến toàn thể đạo chúng. Bên cạnh ý nghĩa báo hiếu công đức sinh thành dưỡng dục của tổ tiên ông bà cha mẹ, đại lễ còn là dịp để nhắc nhở tri ân công lao các anh hùng liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn của thế hệ sau đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của đất nước. Dịp này, chùa Thiền An tổ chức phát 300 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Mỗi phần quà trị giá 280.000 đồng, tổng trị giá 84 triệu đồng.